Trường cấp 3C Hải Hậu được thành lập năm 1976 theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Ninh trên cái mảnh đất một cái bãi hoang. Những năm đầu thành lập, năm đầu tiên 1976, nhà trường chỉ có 7 lớp, trong đó có 3 lớp 9 là những học sinh được chuyển từ trường cấp 3A Hải Hậu và cấp 3B Hải Hậu về và tuyển sinh 4 lớp 8. Năm học thứ hai thì nhà trường có 10 lớp, trong đó có 2 lớp 10, 4 lớp 9 và 4 lớp 8. Những năm sau đó thì nhà trường gặp rất nhiều khó khăn do cái điều kiện kinh tế xã hội nói chung sau giải phóng miền Nam. Nhưng bằng những cái nỗ lực cố gắng phấn đấu của thầy và trò nhà trường thì những cái năm đầu tiên cái tỷ lệ cái chất lượng học sinh là tương đối tốt. Nhưng sau đó khoảng những năm 85 đến năm 90, kinh tế xã hội nói chung là rất khó khăn và cái chất lượng đào tạo của nhà trường cũng không thật tốt. Từ những năm khoảng 1990 trở lại đây, nhà trường đã vượt khó đi lên rất là tốt. Đặc biệt là những năm 98 trở lại đây, cái chất lượng giáo dục là một trong những vấn đề mà nhà trường băn khoăn nhất. Cái tỷ lệ học sinh xếp loại giỏi rất nhiều năm phấn đấu 3% đã rất là khó khăn. Trong vòng khoảng độ 7 năm trở lại đây thì phần lớn là đã đạt được tỷ lệ khoảng 10%. Năm 2015-2016 tỷ lệ này là 11%. Và cái chất lượng thi Trung học Phổ thông Quốc gia và tuyển sinh vào các trường đại học cao đẳng trung học chuyên nghiệp là tương đối tốt. Cái kết quả thi học sinh giỏi tỉnh phần lớn là ta đứng ở vào cái top khoảng thứ 30 trong tỉnh. Từ năm 2010 trở lại đây ở vào cái top từ 21 đến thứ 25. Trong 5 năm trở lại đây thì ta đã có 3 năm đạt giải khuyến khích toàn đoàn về học sinh giỏi tỉnh. Nhà trường đã tích cực tham gia các cái hoạt động về mặt chuyên môn, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, thi tiếng Anh qua Internet, thi hùng biện tiếng Anh, thi giảng dạy các môn khoa học tự nhiên bằng tiếng Anh đều được Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định đánh giá rất cao. Năm học 2015-2016, cô giáo Tô Thị Liên tham gia dạy toán bằng tiếng Anh và nhóm 4 em học sinh tham gia giải toán lý hóa sinh bằng tiếng Anh đạt giải nhì toàn tỉnh. Các thầy cô giáo tham gia hội giảng tỉnh thi giáo viên giỏi cấp tỉnh đều đạt kết quả tương đối tốt. Trong những năm gần đây thì Sở Giáo dục Đào tạo Nam Định đã có nhiều cái ghi nhận những cái cố gắng của nhà trường. Năm học 2015-2016, nhà trường đã vinh dự được nhận cờ thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tỉnh Nam Định và chúng tôi cũng đang làm tờ trình hồ sơ để đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập trường. Chúng tôi cũng mong muốn nhận được những cái thông tin của các thế hệ cán bộ giáo viên, các thế hệ học sinh của nhà trường, và chúng tôi cũng xác định đây là một dịp rất là tốt để gặp gỡ, tri ân nhà trường, tri ân các thầy cô giáo với cái tình cảm sâu sắc đối với lại nhà trường. Chúng tôi là những thế hệ học sinh rất mong nhận được cái thông tin của các thế hệ cán bộ giáo viên cũng như là các em học sinh trở lại trường. Tôi tin rằng đó sẽ là một ngày hội lớn và sẽ đi vào lịch sử nhà trường.